Ok, thì bây giờ chúng ta thấy là trên sân này rất rộng. Có những vị trí, đầu tiên là vị trí này. Từ đây đến gôn nó rơi vào khoảng tầm 10 mét các bạn nhé. Tiếp theo là vị trí ở giữa sân và vị trí ở cuối cùng sân. Thì bây giờ mình sẽ cho bạn ấy là 3 vị trí sút, và mỗi vị trí có một lần sút, cho xem là bạn ấy sẽ sút vào không nhé. Và nếu mà muốn ra vào thì phải tính bóng bổng hay vào gôn, không thì cũng sệt các bạn nhé. Sẵn sàng không em? Dạ, sẵn sàng. Rồi, bây giờ sẽ là vị trí đầu tiên. Như vậy là anh đã trải sẵn cho em một con đường đầy hoa rồi. Hoa em sút đi. Vị trí đầu tiên của bạn Hoa bắt đầu. Đi này khá là gần, nhưng chắc là dễ thôi. Ok. Wow. Một cú sút mà bóng đi với lực cực kỳ căng luôn các bạn ơi. Tốc độ phải nói là 60 km/h. Tim mình đập dữ dội các bạn ạ. Ok. Thì em đã phá tan lưới rồi anh rồi. Ok, bây giờ sẽ là vị trí thứ hai các bạn nhé. Vị trí thứ hai này thì sẽ xa hơn, khoảng 20 m. Chúng ta sẽ đá từ cái vạch trắng ở đây. Ok. Sẵn sàng đi em. Dạ. Có mệt không? Không mệt luôn các bạn ơi. Không cần nghỉ ngơi đúng không? Dạ. Ok, chúng ta sẽ cùng xem bắn hoa sút lượt thứ hai như thế nào nhé. Đi này là khá xa rồi. Dứt điểm. Wow. Tuyệt vời. Rất may mắn cho chúng ta là bóng vẫn bay bổng vào trong gôn. Lúc mình tưởng là bóng sẽ bị đập đất trước đấy sẽ không tính, nhưng mà rất may là bóng vẫn bay qua vạch vôi và vào gôn. Vâng, rất nhiều tiếng vỗ tay cho bạn ý từ các anh ở khán đài bên kia, vỗ tay sang, rất tuyệt vời. Ok, vị trí 3 thì sẽ xa hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là vị trí này rất khó để bạn ấy thực hiện được. Vị trí này thì mình nghĩ là với đôi giày như mình đang đi thì rất khó là mình chắc là mình đã đá vào được. Cái vị trí này rất là xa các bạn. Thật sự là vị trí này rơi vào tầm 30 m rồi các bạn. Đường ly này là con trai chúng ta nhiều lúc đá cũng đá được luôn. Nếu mà bạn nữ như này, hãy cổ vũ bạn ấy tình nhá. Hãy cùng chờ xem. Ok, lượt thứ 3 của bạn Hoa. Đường ly đỏ rất xa. Ô, tiếc quá. Các bạn ơi, có vẻ như là bạn ấy suýt đã vào rồi. Nhưng mà mình nghĩ là một bạn nữ như này cho nên cho thêm cơ hội nữa, các bạn đồng ý không? Ok, mình nhặt bóng các bạn đi cho các bạn đỡ mệt. Vì cự ly là quá xa nên là mình cho bạn thêm lần nữa. Mình nghĩ các bạn nam đấy đều đồng ý với mình, không có ai sẽ phản đối đúng không? Đúng, một cô gái dễ thương như vậy mới còn một chút mạnh như vậy. Anh sẽ thêm cơ hội nữa nha. Cứ lên. Cảm giác của cậu kia đang đứng ở sân Riot nha. Mary Stadium. Wow! Yes, xuất sắc. Tuyệt vời. Như vậy là bạn ấy sút quả thứ 3, bóng đi rất là hiểm và bóng đập đúng vào vẫn ở góc dưới và may quá. Bóng vẫn có vạch vôi các bạn ạ. À, em thấy sao về trình diễn của mình vừa xong? Dạ cũng vui. Cũng vui à? Có mệt không? Dạ có. Bình thường đã bao giờ em ghi bàn từ cái ly xa nhảy chưa? Dạ, lâu lâu thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng có những quả sút xa nhảy qua đầu thủ môn đúng không? Dạ. Bây giờ sút được 3 quả như thế rồi, hay là mình chơi phát vạch vàng nữa nhỉ, cho nó máu. Thử một quả thôi. Anh nghĩ là rất cái vạch vàng này thì anh nghĩ là ngoài sức của em, nhưng anh nghĩ cứ thử một lần cho nó vui thôi. Có được không? Dạ được. Ok. Em bóng, mày bóng. Quả này mà bạn ấy đá vào được thật thì mình sẽ phải xem, mình sẽ ôm bạn ấy vì mình không thể tin nổi một cô gái để đá như vậy. Thì chúng ta bất cứ chàng trai nào cũng thế thổn thức khi đứng cạnh. Ok, ra cùng chờ xem nhá. Quá xa luôn, thật sự là cự ly này mình không tin là bạn có thể đá được. Mình nghĩ là như vậy. Đá đi em. Đúng là như vậy, rất khó. Thật ra là mình nghĩ là nếu mà bạn ấy cảm giác bóng mà nó như này, nghĩ là nếu mà cảm giác bóng của em mà khi em đá lần đầu tiên luôn ấy thì chân em khỏe một chút thì anh nghĩ là có khả năng vẫn sẽ đến, nhưng mà thôi không sao, đừng buồn, dù sao cũng rất là tốt rồi.